Hoa Kỳ lo ngại trước báo cáo chính phủ Nga cung cấp vũ khí cho phe ly tin từ Washington, DC. Quân đội Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn chiến đấu quyết liệt khắp khu vực miền Đông hôm thứ Sáu, bất chấp thỏa thuận hòa bình mới được đạt trung gian của Pháp và Đức. Bộ Ngoại giao xem xét lệnh ngừng bắn mới nhất lên án việc chính phủ Nga cung cấp vũ khí cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Tại buổi họp báo hôm thứ Sáu, phát ngôn viên bà Jen Psaki cho biết, Hoa Kỳ rất lo ngại về cuộc chiến vẫn diễn ra dọc theo các khu dân cư đông đúc, bên cạnh những báo cáo cho biết xe tăng và hệ thống hỏa tiễn được đưa qua biên giới trong vài ngày qua. Theo thỏa thuận, một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ Chủ nhật ngày 8 tháng 2, bao gồm việc thu hồi các loại vũ khí hạng nặng gây thương vong cho hơn 5.000 người trong cuộc xung đột nổ ra gần một năm trước. Bà Saki nói, quân đội Nga dọc theo biên giới Ukraine chuẩn bị một lô hàng quân sự để cung cấp cho phe ly khai thân Nga đang chiến đấu ở miền đông Ukraine. Rõ ràng là điều này không phù hợp với tinh thần của thỏa thuận. Hoa Kỳ kêu gọi các bên nên kiềm chế. Quân đội Nga và phe ly khai thân Nga phải dừng mọi hành động quân sự ngay lập tức. Hoa Kỳ và châu Âu đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga nếu phe ly khai chiếm thêm lãnh thổ Ukraine.